gió mây. Yeah, tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Phải làm quay with you baby. Còn gì đâu xa hoa, đây là phút giây mình. Cho em nghe bài bản tình ca. Yeah, yeah. Là một nước ngôi sao là pha tỏa sáng cho riêng mình. Anh và em sẽ không thật xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sẽ có khúc mắt đường tình phóng ba. Chỉ cần một sự có hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa một lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cũng cả mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung chỉ riêng, cho một cung chỉ riêng. Yeah, yeah, yeah. Mời người ta uống nước. Đẹp trai. Dạ. Bộ vậy. Em có làm điều gì phật ý anh hay sao mà anh nhìn em? Ai à? Thấy anh vậy chứ anh dễ gần lắm. Uống nước đi em trai. Dạ cảm ơn anh trai. Uống nước rồi con. Dạ con chào cả nhà. Ừ. Chăm. Ba con có đòn giáo lụa muốn gửi chú. Nghe hả? Dạ. Ừ cảm ơn ông cử cho hoài. Nay rảnh không? Ngồi nói chuyện chút khiếp. Dạ thường thì con bận lắm, tại con là người có công việc mà. Nhưng mà hôm nay sẵn có lo ghé chơi nên con có lại nói chuyện chút cũng được. Không biết mà. Ôi tao ta bận, tao đi làm việc đi, tao bận ngồi chơi được. Ủa? À mới qua hả? À, tôi cũng mới tới à. Công việc sao rồi? Dạ cũng cũng ổn rồi không? Cũng bên luật sư họ đang hoàn thành thủ tục pháp lý. Nhưng mà ngặt cái là hiện tại là bên công ty con vẫn chưa tuyển được nhân sự á. Nên công việc nó cũng hơi chậm. Khách sáo, thiệt sự khách sáo luôn trời. Ông cái gì nữa mà ông đồ này nọ. Kêu ngoại đi. Uống chi vậy anh? Kêu ngoại đi rồi nếu không, sửa luôn đừng kêu tụi anh. Kêu tụi ba luôn đi. Tôi gả con gái cho. Ba, ba nói vậy kỳ quá à. Con còn nhỏ còn đi học mà không có tính chuyện nó được đâu. Nó nói giống như là nó ham học luôn trời. Vô lớp ngủ gục suốt ngày. Mỗi lần mà ta ba với má đi học phụ huynh mày, tao nói cái học bàn nhỏ chứ học bàn bự tao ba má mày chui vô rồi. Trời, nhỏ nó đúng rồi anh, tự nhiên anh ghép lung tung vậy. Mấy cháu nó còn nhỏ mà. Với lại Lâm với Châu thì đâu có hợp tuổi đâu. Hai người lấy nhau không hợp tuổi mà còn không hợp mệnh nữa. Xui lắm nha. Mà sao mày biết tuổi con Lâm với tuổi con nhỏ này không hả? Không mà ta, cha con đang giỡn á. Đang giỡn á. Mày hết chỗ giỡn à? Nói chuyện tào lao, bắt xế không à. Sao tự nhiên nhà căng thẳng tôi vậy? Mệt. Mà trả lụa này đâu có à con? À dạ, của con bé Nhi, cháu của bà Năm ở Sài Gòn mới về á chú. Ủa, bé Nhi nào vậy cô? Sao con nghe lạ quá à? À, con bé Nhi á là bạn hồi mẫu giáo với thằng Phúc. Mà công nhận á, con bé đó càng lớn, càng xinh, càng dễ thương lắm. Nó đang đi chơi với thằng Phúc nhà cô nè. Sao tự nhiên cô không dắt Phúc với con vậy? Ờ thì hai đứa là bạn học chung với nhau. Thì cô nói vậy thôi. Với lại cô chừng mất bạn thân đó nha. À, thôi con nhớ là con bỏ quên cái cuốn bài tập bên nhà bạn con. Con chào cả nhà con đi. Nói sao dữ vậy trời. Bây đặt học nữa chứ. Cái con này kỳ lắm. Nói với thằng Phúc mà tổ chức học nhóm á. Lúc mới vô á thì nó cằn nhằn, nó không chịu học. Tới hồi mà thằng kia chuẩn bị đi về cái nó lính qua lính quýnh nó làm với nước nóng đổ người y như thằng cha già tía đó. Gì vậy tía? Nào tốt đẹp mà tía dành phần tía mà tới nào mà xấu xấu rồi tía đổ đầu con mà. Thì chuyện nó là vậy mà sự thật hay là vậy. Chị mới đi chợ về hả? À, em mới qua chơi đó hả? Dạ. Bà xã mới chợ về hả? Thì đi mua một chút đồ về nấu cơm đãi cậu Lâm. Hay quá trời luôn á, sướng nhất em á nha. Em xin phụ chị nha. Ủa, lát nữa ở lại ăn cơm luôn hả? Trời, chị nói gì vậy? Rõ ràng cái gì rủ em xin phụ chị mà. Cho gửi này luôn. À, dạ. Của ông cự cho đó. Ăn cơm con. Uống nước đi em trai. Dạ. Tiền hả cậu? À, 15 ngàn. Rồi thôi vô. Cảm ơn nha. Dạ con chào ông. Ừ.
Châu hả? Kiếm Phúc hả con? Dạ, Phúc có nhà ông, con tính qua con mượn cuốn bài vở bài tập. Có con Nhi trên thành phố xuống, rồi cái hai đứa nó dắt nhau đi đâu đó, mới đi nè. Ngồi ngủ uống nước con. Dạ, dạ vậy thôi. Dạ? Con về. Ủa mà hồi nãy thằng Phúc nó qua bên con học mà vẫn hai đứa học chưa xong nữa hả? Dạ, chưa ông. Con có thấy cô Út bên nhà con không? Dạ, cô Út đang nấu cơm ở bên nhà con không? Ủa sao nó đem chả qua rồi sao không thấy về? Rồi kiểu này là muốn ăn ké ở bển rồi đây nè. Mà ông, hả? Ông biết Phúc dẫn Nhi đi đâu không ông? Thì nó nói là nó đi thăm làng thăm xóm gì đó. Chắc cũng đi vòng vòng đây thôi à con. Con ngồi chờ nó đi hả, lát Phúc nó về liền. Dạ, dạ, dạ thôi, dạ, dạ, con thưa ông con về. Con dạ. Con, dạ. Trời đất ơi, sao cái con nhỏ này hay gặp nó là nó chạy, gặp nó là nó chạy. Phúc, ở quê vui quá à. Vui không? Một xíu á, Phúc sẽ dắt đi vài nơi đó, cũng vui như vậy á. Ôi Phúc. Hả? Mít kìa. Ôi. Cái này ăn được chưa Phúc? Chưa đâu. Cứng. Còn sống lắm. Cái đợi nó chín hả? Ây da. Giờ Nhi ơi. Thôi đừng té nha. Này. Trời. Ôi Phúc. Hả? Cái bụng chuối to quá kìa. Nhưng mà chuối này chưa chín. Để Phúc kiếm cho chuối chín cho. Kìa. Chuối bên kia chín rồi kìa. Đây 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 đây. Lẹ. Từ từ. Ây da. Quá trời luôn ấy. Nhưng mà Phúc đi nãy giờ mỏi chân quá à. Sao? Hay là có chỗ này nè, mình xuống đây mình ngồi mình nghỉ xíu đi. Cũng được, đi. Ây da. Phúc lót, lót lá chuối xuống đi cho khỏi giờ. Ok. Rồi. Ê, chết rồi. Cái này là bùng á. Thôi chừng nha. Không sao. Ây da, chết rồi. Dài của Phúc bị đạp bùng rồi. Rồi, bây giờ mình ngồi đây nha. Phúc, ăn trái cây ở dưới quê là mình phải chè như vậy này đúng không? Đúng rồi. Nhi, Nhi thấy ở dưới quê mình á khác với thành phố không? Khác nhiều chứ. Ở thành phố á hả, ra đường toàn là xe cộ với khói bụi thôi. Nhưng mà về quê á, cảm giác là yên bình và không khí còn trong lành nữa, thích lắm. Nếu cho Nhi lựa chọn á, Nhi thích sống ở đây hay là thành phố? Nhi hả? Nhi thích làm việc ở thành phố. Nhưng mà khi về già, Nhi sẽ về quê. Cái này chua quá. Ăn đi. Thích ăn này không? Chua thiệt. Coi đi nè. Đó. Ồ, hay à, hay quá vậy. Đấy, cái này được đó. Cho Phúc thử đi. Ủa, chứ Phúc ở dưới quê mà không biết chơi mấy trò này hả? Không, đó giờ Phúc học mà có biết đâu. Dở hơn Nhi rồi, để Nhi chỉ cho. Nhắm đi nè. Nhắm nè, nhắm ngang. Mấy cái này dễ. Có gì đâu khó.
Ủa chào, đi đâu ra đây vậy? Đi kiếm ông chứ đi đâu. Giờ chỉ tôi học bài. Học bài? Nãy chị không chịu học, giờ tự nhiên kêu ra đây chỉ học bài là sao? Thì hồi nãy không thích học, giờ thích học được không? Giờ tối nay không có chỉ không? Nhưng mà giờ tôi bận dẫn như đi chơi rồi. Tối hoặc là mai đi. Ê Phúc, ai vậy Phúc? Giới thiệu với Nhi đó. Châu bạn của Phúc á. Bạn thân mới đúng. À, chào Châu, mình là Nhi, mình ở Sài Gòn mới xuống. Nãy thấy ném lá ghê lắm mà. Thi với tôi không? Thi. Vậy Nhi hay là Châu đi trước nè? Đi trước đi. Để Phúc lượm đá cho Nhi nha. Vậy để Nhi ném trước nha. Ôi, ghê chưa? Phúc ơi, lượm mấy cục đá nó phải dẹp dẹp ý. Như này nè. Ok. Ai, có Châu á. Ây da. Châu có sao không? Không sao. Mẹ tôi dặn á, canh nồi cá khó nhà mà tôi quên. Tôi về trước. Tôi về á. Nhưng mà Châu có sao không? Phúc, Châu có sao không vậy? Chắc là không sao đâu. Mở cơm ra đi con. Dạ. Cha, bữa nay sao tự nhiên dành bế cơm luôn vậy ta? Ngộ quá à. Dạ, con mời chú. Trời, hết hồn quá nha. Dạ. Mình cứ chờ bé Châu không chị? Chắc thôi khỏi đi. Nhỏ này nó vậy á, tới bữa ăn là chạy đi chơi mất tiêu à. Thôi kệ, chừng nào nó về nó ăn sau. Mình cứ ăn trước đi. Nhà tía. Chăm bữa nay ngộ ngộ ta. Nhà cậu. Dạ, dạ. Dạ. Vậy xong hết rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Trời ơi, mời luôn hả? Mời hết hồn luôn trời. Ăn đi, chả lụa của con Trâm nó đem xuống đó. Của chú Cự. Trâm, cái gì vậy? Bộ tính đi thi hoa hậu hả? Tự nhiên nay ăn uống dịu dàng nhã nhặn như vậy, không giống bình thường chút nào hết trơn à. Tự nhiên con, mỗi lần tao phải dọn cơm lên mày ăn như là sáng cả. Chú nè. Chú, chú cười. Cái món này con làm có ngon, chú ăn thử đi. Ôi, thơm hả? Dạ. Ngon quá, mắc cười quá. Được. Nay là đồ ăn nấu kiểu này lên tay rồi nha. Chị, ăn thử đi. Anh, ăn thử đi anh. Trời ơi, gấp cho anh luôn hả? Dạ. Gấp cho cả nhà luôn. Trời thấy cưng kìa tự nhiên. Sẵn tôi gấp mọi người rồi, tôi gấp cho anh nè. Anh ăn thử luôn đi. Cảm ơn cô Út. Tôi mời cô Út lại nè. Cảm ơn anh. Gấp đó không đúng đâu. Tao còn ngon phô cô dịch đó. Cắn cái mỡ tương mà ngon. Anh Kiệt. Dạ. Em đâu có biết ăn món này đâu mà tự nhiên em gấp cho em vậy. Thôi em không ăn đâu. Ăn phô cô ngon lắm, đâu có gì đâu con. Sao không biết ăn? Mỗi bữa ở bên nhà mà nghe nói bên đây làm gà làm vịt. Alo, anh Hàng Kiệt hả? Chừa em cái phao câu nha. Trời ơi, người ta không biết ăn thiệt mà. Nhà tôi, mấy chị của tôi cũng hay ăn phao câu lắm. Mà nghe nói phao câu ăn đẹp da lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn đẹp da, ăn cái chỗ nào da cũng lá. Thôi vậy, để lại nha. Nè anh Lâm. Dạ. Con từng tuổi này mà có người yêu rồi tính lập gia đình chưa? Dạ, con bây giờ muốn tập trung vô công việc thôi à. Con chưa muốn lập gia đình. Với lại bây giờ còn chưa có người yêu nữa thì sao lập gia đình được không? Trời ơi, từng tuổi bay như vậy mà bay còn cu ki không được. Thôi giờ như vậy, ta làm mai cho. Ngoài làm mai? Vợ chồng bay biết ăn trúc không? Trúc biết, bé để bé giữ. Dạ. Nó giỏi giang lắm, hiền nữa. Được hết đấy, trúc. Bé nó mà kết hợp với chú mày đây là thôi, hai vợ chồng hợp nhau làm ăn phát lên luôn. Bé giỏi lắm. Không được, không được đâu. Sao không được? Con nó chăn bóc với xài kem trộn á. Mà ở dưới quê mình thì cần phải thùy mị với lại chân chất chứ. Trắng đầu trắng, tụi nó tắm nước dừa chứ không phải xài kem trộn. Tao cũng nghe đồn thôi mà tao không có để ý. Mà thôi không thích con đó thì tao chỉ con khác. Đó, bé xăm ngay bên đò nè. Đó, con lài đó. Trời đất ơi, nhỏ khỏe mạnh lắm nha.
nó học hết cấp 3 là một mình nhà nó mà nó lo hết anh em nó đó. Là từ đó, từ cái địa chà bá mà nó tá cạn cái điều mẹ mạnh dữ lắm còn nó bởi vậy giỏi lắm luôn á. Không được sao không được nữa, trời ơi con đó nó hung dữ thấy mồ luôn á, hung dữ có tiếng hay có dùng mày luôn á chị. Trời ơi lấy nó về nó leo đầu ngồi á. Sao mày ngộ hả? Trời ơi coi tao làm mai cho ông Lâm, buộc tao làm mai cho mày hả? Cái con nào mà mày cũng chê hết trơn trời á. Thôi vậy vậy khỏi làm mai cho ông Lâm. Ừ mày đi kiếm đi, còn kiếm không được thì mày lấy nó luôn ha. Mày tao thấy xứng đâu vừa lứa lắm á, vậy cho nó tiện. Trời ơi tía gì vậy, tía nghĩ sao mà nói cô Trâm với cậu Lâm xứng đôi vừa lứa vậy? Trời đất ơi, cậu Lâm á thì chững chạc đàng hoàng. Đúng rồi. Còn Trâm cái kiểu nó tưng tửng vậy nè. Chưa kể nha, cô Trâm là lớn tuổi hơn cậu Lâm nữa đó. Ý mày nói nó lóc chóc chứ gì? Chị, trời ơi bây giờ chị không biết đang cái trend á. Trend cái gì? Trend là trai trẻ lái máy bay. Lái máy bay mà già đó. Tức là ý em là bây giờ tình yêu không có biệt phân biệt tuổi tác, là cái trai trẻ bây giờ quen với mấy người lớn tuổi á, kiểu à vậy hả? Tưởng đâu thôi chị ơi, em nó hỏi cái gu của em á là phải trưởng thành, là lớn tuổi hơn em nè, chứ khóc khóc gì em đâu có chịu. Thôi thiệt không đó. Mày nói vậy không biết ăn coi nào ngồi có hướng, nói không phải ngó trước ngó sau. Này nè, rể tao nó nhỏ hơn gái tao 2 tuổi đó. Tía người ta nói bình thường lắm á tía. Qua tía cái tía mới là giống như chăm trọt vậy đó. Ủa tụi con yêu nhau mà. Mà nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 tía. Con thích chiếc máy bay này. Đó. Con thích chiếc đầm già này được không tía? Mệt mà. Tại cái con đầm này nó nói trên trầy gì đó. Quên nó, ăn ít thôi. Đừng ăn nhiều quá. Chừa bụng chiều cái túi chú nhậu làm vài bác sĩ. Không mấy để bữa khác mình nhậu được không anh? Sao vậy? Tại chiều nay em còn một số giấy tờ cần phải lo. Đó. Số này biết à. Ok, lo gì của mình là chính. Công ty mày hổng ăn sao? Dạ công ty bây giờ thì con chưa có kiếm được ai hết á, nên có mình con à, nên nó cũng hơi chậm á. Chị ơi, hình như chiều nay chỗ mình làm nó có việc đâu phải không chị? Ngồi ở nhà mình rất buồn chứ. Rồi nếu mà buồn hả thì coi cậu Lâm có cần phụ gì không, đi theo cậu kìa. Rảnh mà đi chung cho vui, rồi sẵn á nhờ cậu Lâm chỉ dẫn thêm giùm cho. Em cũng đang muốn kiếm thêm thư ký á. Thư ký hả? Được á, tôi có thể làm được á. Thôi, tính người ta nghiêm túc vô làm thư ký. Tính em tảnh tảnh trên mây với bà làm thư ký kỳ. Được lắm. Cái ông này chắc không sao đâu anh. Gò cổ từ từ chắc được mà. Có gì chiều nay tôi đi với anh nha. À, vậy là phiền cô Trâm mày. Có gì đâu. Mày đủ khí kỳ đà cản mũi. Tao giờ mà tao biết tao đi guốc trong bụng nó rồi. Em cảm ơn chị. À, cho chị tính tiền luôn nha. Dạ, của em bao nhiêu chị? Của em 40. Dạ. 40. Khoan, để em trả tiền cho. Chỗ này là địa bàn của tôi chịu trách nhiệm. Của em 40 nha. Dạ. Của em 40. Em muốn gì gọi luôn nha. Ờ, hồi nãy em mới ăn no quá. Em muốn trà đá được rồi. Ok, vậy của em 40 nha. Ủa, đem cặp sách ra đây làm gì vậy? Đúng rồi, tôi đem qua đây học bài á. Mấy cái bài này tôi không biết, cho nên tôi đem ra cho ông chỉ. Cái gì? Ra quán cà phê tự nhiên học bài là sao? Ở nhà không học? Học. Ông đi qua đây chỉ tôi làm bài đi. Thôi mở ra đi. Ông qua đây ngồi chỉ tôi đi, ngồi xa vậy sao thấy đường được? Tôi chỉ được rồi, thì cái mở ra đi tôi chỉ cho. À, cái câu này Nhi biết làm nè. Vậy tốt quá rồi, Nhi chỉ cho giùm Phúc luôn nha. Vậy để Nhi chỉ cho châu ha. Thôi, công Phúc chỉ tôi quen rồi, bà chỉ tôi không quen đâu. Phúc chỉ cho tôi đi. Rồi, để Nhi chỉ cho, Nhi biết làm mà. Ừ, để Nhi chỉ cho. Vậy thôi, bây giờ ông qua đây, ông ngồi đi, tôi qua đây ngồi. Chỉ cho nó dễ. Cái câu này á là Châu làm nhầm rồi, không phải là thì hiện tại.
mà tại vì phía sau của cái câu này có cụm từ là for 10 years thì mình phải chia là thì hiện tại hoàn thành. Cái động từ light phải chuyển thành have lived. Nhi nói vậy có dễ hiểu không? À, hay là để Nhi nói lại lần nữa nha. Thôi mấy cái này với vậy coi. Cái này tôi biết làm hết đó. Chẳng qua là tôi lộn xíu thôi. À, còn cái câu tiếp theo nè. Cái câu này có nghĩa là tối qua tôi đang xem TV thì Andy gõ cửa. Vậy câu này Châu chia thì gì? Giờ tối qua là chỉ quá khứ thôi. Không đúng. Tại vì có hành động đang xảy ra là đang xem TV mà. Thì mình phải chia là quá khứ tiếp diễn. Vẫn còn thiếu. Cái khúc này là Andy gõ cửa lại là vẫn là hành động chen ngang. Đúng không? Mình phải thêm quá khứ đơn nữa mới đúng. Ừ ha. Vậy là câu này mình vừa chia thì quá khứ tiếp diễn, vừa chia thì quá khứ đơn. Đúng rồi. Phúc hay quá à, Phúc tin ghê luôn. Xem xíu á, mình mà không để ý á là bị đề bài lừa rồi, thấy không? Phúc hay ghê á. Yeah. Rồi. Nhưng mà Châu còn câu nào khó hiểu nữa không? Đi chỉ cho. Hàng sắp tới thưa. Chắc là cũng sắp rồi đó. À mà nè. Cô làm thư ký riêng cho tôi á, mà cô để hồ sơ như vậy đó hả? Sắp xếp hồ sơ là cho nó đàng hoàng coi. Trời ơi, vậy tôi làm thư ký bán thời gian như vậy tôi có được lương không vậy? Cái chuyện đó hả? Tôi phải hỏi ngược lại cô á. Cô đi theo tôi học việc thì cô phải trả tiền ngược lại cho tôi nè. Không biết á có được việc hay không mà ở đó mà đòi lương. Tới được kìa. À, chào anh chị. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. À, giới thiệu với anh, đây là thư ký riêng của tôi. Chào chị. Chào. Thôi chúng ta vào vấn đề chính luôn nha. Tôi đã soạn thảo hợp đồng sẵn ở trong đây rồi. Anh cứ xem qua. Nếu như có điều khoản nào mà thắc mắc á thì anh cứ trao đổi với tôi. Với lại thư ký của tôi thì bên chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại. Đây ạ. Đây là những điều khoản mà... Chào chị. Dạ chào anh. Chào anh. Dạ. Hẹn sớm gặp lại anh. Vậy là coi như thành công rồi đó. Cô chờ tôi xíu nha. Ký của ảnh mình không nghe điện thoại thì cũng kỳ ha. Thôi nghe đại đi. Em nhớ anh. Bao năm qua em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh cả. Về những tháng ngày mình đã từng hạnh phúc bên nhau. Em quyết định rồi, em sẽ về nước tìm anh để có thể hàn gắn lại được tình cảm. Xin lỗi chuyện gì nha. Sao cô... Hồi nãy tôi thấy điện thoại của anh reo nên tôi có nghe. Mà hình như là bạn gái của anh á. À,
Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Thôi mình về ha. Thích không? Cảm ơn cậu nha, khách hàng thân thiết. Lần sau tới uống nữa nha, uống ly tặng ly. Ủa, mà quán cà phê của ông Hai mở lâu chưa Phúc? Phúc không biết nữa, từ hồi nhỏ là Phúc đã thấy rồi. Nè, coi quán cho nội nha, nội xuống nội lấy thêm đường sữa cái. Dạ, nội để con coi quán cho. Nhi ngồi đây đi, để Phúc vô làm cà phê cho Nhi uống. Thôi, cho Nhi làm phụ với. Biết làm không mà làm. Nhi biết mà. Mấy cái này dễ. Tôi cũng muốn làm cà phê nữa. Ủa, Châu, Nhi đâu qua đây vậy? Thì tôi qua kiếm ông chơi. Thôi, làm gì? Ở đây lúc nào chả làm chẳng được. Để hôm nay Nhi làm cho nó vui. Nè, tập Nhi làm đi. Đường. Đúng rồi, bỏ thêm đường vô nữa. Đường á. Đúng rồi, bỏ 2 muỗng. Đúng rồi, xong rồi giờ mình bỏ cà phê vô nè. Đó. Đúng rồi. Cho nó rộng nè. Đó, ít thôi nha. Đó, đúng rồi, thêm miếng nữa. Rồi, đủ rồi. Thấy. Rồi quậy lên, đánh đều lên. Làm vậy sai kìa, bỏ thêm đường vô mới đúng. Đúng rồi nha. Không được, đúng rồi. Ủa, là bỏ thêm đường hả? Ừ. Vậy để Nhi bỏ thêm vô. Ây da. Đã là đúng rồi đúng không? Nè. À. Ê. Trời đất ơi, lại đổ bể nữa rồi. Chắc cái con nhỏ này nữa rồi. Phải không? Ê, dạ. Đúng đâu là bể đó à? Hả? Con gái con nứa gì đâu mà hậu đậu như vậy? Mà Mốt đừng có đứng gần cái quầy này nữa nha. Mốt vô đây là cứ con cứ tới chỗ cái ghế đó, con ngồi xa xa chút xíu nha. Mệt ghê. Vậy con hứa ông Hai về. Ê, cháu. Trời ch- ơi. Không cháu. Nói một tiếng xin lỗi nữa à. Chịu nổi à? Ông Thiệt. Hai. Gì? Không phải cháu làm rớt ly đâu ông Hai. Vậy chứ ai? Dạ là con lỡ tay làm rớt bể ly á. Trời đất ơi. Trời đã nghĩ sao mà không chịu nói liền để ông la nó quá trời quá đất luôn, la nó tối tăm mặt mũi, nó cúi đầu đi luôn vậy hả? Con đâu có kịp nó đâu ông Hai. Và cuối cùng nó không phải là cái đứa hậu đậu mà ông Hai là cái gì? Hậu đậu hay là hồ đồ đấy? Dạ hồ đồ. Lo dọn với ông Hai nè. Dạ. Cháu. Cháu. Đợi tôi với. Thôi mà. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tại vì thường bữa Châu hay nghịch ngợm nên nội tôi mới nghĩ là Châu làm. Đừng giận tôi nha. Đuổi theo tôi làm gì nữa, vô chơi với bà Nhi đi. Cái đồ có mới nữa. Thôi mà. Ở tôi đang coi. Châu. Không có, không có, không có. Trời ơi ông con, tự nhiên than ngắn thở dài vậy? Con gái thật là khó hiểu không? Lúc mình bên cạnh á, thì không quan tâm. Đến lúc mình có bạn mới á, thì trách mình vô tâm. Có mớ nói cũ. Ê, đừng có nói với tôi là có người yêu ở nhà. Trời ơi. Làm gì có. Con chỉ đang nói bạn bè bình thường thôi. Nghi lắm à nghen. À, con. Dạ. Út hỏi chuyện được không? Ừ, Út hỏi đi. Ví dụ bây giờ nha, con có một người bạn, mà cái người bạn này á lại cắt đứt liên lạc với con rất là lâu rồi, coi như là không có thèm quan tâm gì tới con, cũng không có thèm đoán hoài, coi như là cạch mặt con luôn á. Cái sao mà tự nhiên cái giờ cái người ta quay về, cái người ta muốn giống như là muốn kết nối lại
tình xưa gì đó kiểu vậy á. Mà lúc đó mà bây giờ nha, tự nhiên giờ con cũng có, con đã có bạn gái rồi, ví dụ vậy, thì con sẽ chọn ai? Mớ cũ đâu quan trọng đâu Út. Quan trọng á, ai sẽ là người hiểu mình hơn. Nhưng mà con á nha, con sẽ chọn bạn cũ. Biết sao không? Thì bạn cũ á mới là người thân thiết và người hiểu mình hơn. Người ta không liên lạc với mình á, chắc chắn sẽ có lý do. Đúng rồi ha. Trời ơi, rõ ràng như vậy rồi. Thiệt á. Ủa hai đứa đẩy qua đây lại chi vậy? Đẩy vô bụng ba nè. Ủa sao vậy? Hai đứa làm gì vậy? Giận hờn nha phải không? Không có, tụi con bình thường ạ. Bình thường sao đẩy qua đẩy lại gì là sao? Có giận nhau gì không? Không. Không giận nhau gì á thì tập trung lo học hành nghe chưa? Bớt đẩy qua đẩy lại nha. Còn mấy này đừng nên uống, mập lắm. Hiểu không? Để ba uống cho, ba mập sẵn rồi. Nè Châu, tôi mua nước chỗ Châu thích rồi đó. Tại Châu không muốn nên chú kẹt uống rồi đó. Bộ ông còn nhớ tôi thích uống chỗ nào hả? Tưởng là ông có người ta sao ông quên luôn rồi chứ. Làm gì có. Như về đây chết hôm nên uống ưu tiên vậy thôi. Chứ Châu vẫn là người bạn thân tốt của tôi, không ai có thể thay thế được. Thì coi như tôi tạm tha trong lần này đó. Ok, vậy giờ mình học bài nha. Mình học bài nữa hả? Ừ, chứ sao? Suốt ngày bắt học bài gì vậy? Thì để chuộc lỗi, tôi sẽ dành tất cả các thời gian rảnh, tôi sẽ chỉ Châu học bài. Gì? Như về đây thì ông dẫn đi chơi, còn tôi tối ngày bắt học bài không công bằng gì hết trơn á. Thôi lẹ đi nè, học đi nè. Nè, chỗ nào không hiểu hỏi tôi nha. Có chuyện gì không? Thật ra tôi... Sao? Tôi thầm... Cô có chuyện muốn nói với tôi hả? Tôi thầm gì vậy? Hả? Thầm gì cứ nói hết luôn đi. Coi như là tôi không nghe gì hết nha. Ừ. Chị, sao tự nhiên chị không biết vô qua đây giờ này? Nói đại đi ông. Nói đại đi ông ơi. Thì tại ra đây gặp cậu Lâm tính bàn chút chuyện nè. Nè, có chuyện gì vậy cứ nói ra đi. Rồi có gì mọi người nghe là mọi người góp ý cho. Dạ không có. Em kẹo ông Lâm á. Trời đất ơi. Nè, cẩn thận cái chân té đó. Thiệt tình, rảnh ghê vậy đó. Ra đây ghẹo nữa. Chị, em mới thống kê lại hết rồi chị coi qua đi chị. Trời đất ơi. Hú gì? Rất nhiều. Trời đất ơi, sao trống trơn vậy nè? Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Tôi với bà ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, ông tưởng tôi biết không hả? Đón xem Ngôi Sao Mày Làm phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6/1/2021 trên kênh HTV7. Dù ở đó đây, còn lại những ước muốn theo gió mây. Tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say.
hiểu biết chiều baby. Còn gì đâu xa hoa ở đây là phút giây mình. Cho em nghe bài bắt anh ta, yeah yeah. Là một nước ngon sao lại pha tỏ xanh cho gì mình. Anh và em sẽ không thật xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sẽ có khúc mắt đường tình phong ba. Chỉ cần một sân khấu hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sau này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cũng cảm mà quên mất luôn thời gian. Cho nhau một cung chỉ riêng, cho một cung chỉ riêng, yeah yeah.